I stay here, wait for you next year. Hai buổi sáng ngày thứ ba đây. Sáng ngày mấy em ra ngồi đây để ăn sáng rồi chuẩn bị cuốn gói đi về phải không? Dạ. Đuổi rồi. Buổi sáng cắm trại ngày cuối cùng. Giờ mấy em chuẩn bị ăn sáng cái món bò kho của Thận nấu. Xong rồi cái mình sẽ dẹp mấy cái túp liều này xuống. Rồi parking đi về. Từ đây về tới nhà chắc cũng khoảng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi lái xe. Giá đâu không có giá múc gì vậy. Đây, buổi sáng ăn bò kho. Thiếu bánh mì, qua bánh mì đem ăn hết rồi. Giờ ăn bò kho không ạ? Này có Ấn Độ ở đây nữa hả? Này giống Ấn Độ thiệt á. Đồ ăn đường phố Ấn Độ. Này là thò cái tay vô quậy luôn. Đây nè, món bò kho có Thận nấu đây. Còn cứng hả? Cũng khô mặt giận lắm. Đây, cả nhà ăn sáng nha, mời cả nhà ăn sáng. Hey, thank you. Thank you, không có phần ra. No. So coffee. Ủa, em có rồi hả? Ok, cộng đi. Đúng, vô, vô. Này ăn bò kho kiểu mới, không có bánh mì, không gì hết. Đâu có, có cái này trong đây là ăn. Ồ, có cracker hả? Yummy. Đó, ăn sáng của nhà mình đã. Ok, chuẩn bị đi về. Ok, xong xuôi một trận khám bệnh có thể cuốn liều đi về. Trời bắt đầu chỉnh mưa. Mở ra hay là cuốn lại khỏe hơn anh? Hả? Mở ra hay cuốn lại khỏe hơn? Mở ra thì dễ, cuốn lại thì mệt. Cái gì cũng vậy, phá thì nó dễ lắm. Sắp dễ. Xếp lại thì cái lúc mà mở ra so exciting, so vui. Bây giờ cuốn trong mới có 2 ngày 2 đêm mà nhanh dễ sợ luôn. Here, Anne. You can squeeze it, right? Oh my God, why you take the whole thing out? Okay,
Xe của mình chở hết không? Em nghĩ chắc phải nít hốc hả? Ồ, coi ai cái tủ lạnh đó nha anh. Ai cũng bận rộn, ai cũng busy. Did you find a lot to go? Yeah. Wow. Looking rich. Nó tìm được vàng nè. Nó tìm được vàng trong đá. Nó tìm được đống luôn. Nó giàu quá rồi anh. mấy cái vỏ ghế này. Rồi, lúc cột thì mấy anh em cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi các bạn. Bây giờ chuẩn bị lên đường về nhà. Từ đây về tới nhà khoảng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi đồng hồ lái xe. Rồi, kết quả thì cái cuộc vui cắm trại của mình cũng tàn. Giờ mấy anh em mình lên đường đi về. Thôi thì mình hẹn các bạn cái video về tới nha. Giờ mình bắt đầu lên đường về. Ok, xin chào các bạn nha. Bye bye. I stay here, wait for you next year.